Vâng, em xin chào các bác. Đấy, hôm nay thì em xin đem cho các bác ở đây là ba đôi loa cùng của hãng đèn ông cùng một model nhé. Đấy là con đèn ông MS3 để cho các bác có cái sự lựa chọn sao cho nó phù hợp với cả cái nhu cầu của mình nhé. Đấy. Thì cũng video này thì em cũng xin giải thích luôn là tại sao lại có những cái đôi loa mà giá nó có vài trăm nghìn, có đôi loa thì giá nó hơn triệu cùng một mã. Đấy. Thì nó có sự khác biệt gì? Thì đây thì chúng ta sẽ cùng quan sát nhé. Đây là ba đôi loa đấy. Đấy thì đây là hàng bãi, hàng cũ nhé, không phải hàng mới đấy. Nên là hàng nó về thì sẽ có những đôi nó hàng cực kỳ đẹp, có những đôi nó hàng nó gọi là đẹp, có những đôi nó hàng nó lại không đẹp đấy. Thì đương nhiên là những đôi đẹp nó sẽ giá nó khác, những đôi cực kỳ đẹp giá nó khác, tức là đẹp xuất sắc giá nó khác, và những cái đôi hàng nó xấu giá nó khác đấy. Nó không như hàng mới. Hàng mới thì mình đập hộp thì con nào cũng như con nào rồi, thì giá của nó sẽ cố định chả thay đổi gì, đúng không? Đấy. Còn đâu là cái này thì là tùy độ đẹp xấu sẽ có sự khác nhau thôi. Mình mua hàng xấu mình không thể nào so sánh với mua hàng đẹp được. Đấy. Thì cái này thì các bác cũng phải mua hàng bãi, các bác nên hiểu cái điều này thôi. Đấy. Cái tính thẩm mỹ của nó càng cao thì đương nhiên là giá của nó sẽ phải cao theo đúng không? Các bác không thể nào đánh đồng một cái đôi loa đẹp với một đôi loa xấu được đây. Ví dụ đôi loa này. Đôi này thì nó hàng của nó thuộc dạng hàng đẹp đây. Các bác nhìn này, đấy. Đấy, căng cái kiếc đầy đủ nhá, hàng về thì góc cạnh gần như là không có xước sát gì, có nhưng mà không đáng kể. Đây ví dụ như đôi này, hàng nói chung là em đánh giá hàng đẹp này, chưa phải đẹp xuất sắc. Chưa đẹp xuất sắc ở điểm gì thì đây, ở mấy cái này các bác nhìn này, đây nó hơi bị sứt một tí này đấy nhá, do quá trình vận chuyển về thì nó, hoặc là quá trình người ta sử dụng của cái chủ trước thì nó sẽ bị một vài vết nọ vết kia một xíu đây đấy. Thì là giá con này sẽ rẻ hơn những cái con đẹp xuất sắc, đúng không? Đấy như con này nhá, như con đèn ông S3 này. Đấy. Thì như con đèn ông S3 này đây. Đấy. Thì tình trạng nó em đang quay rất rõ ràng chi tiết nha đây. Ở đây nó có một vài chỗ nó hơi bị bung một tí cái gỗ đây. Đấy, cho quá trình vận chuyển này. Đấy thì nó không đáng kể gì lắm, mà thực ra nó không ảnh hưởng tới đến tổng thể cái loa lắm. Đấy. Nhưng mà nó vẫn sẽ có những cái điểm nó không được hoàn hảo, đúng không ạ? Đấy. Đấy thì những đôi loa này thì giá của nó chỉ là có 990 thôi. Đấy được không ạ? Đấy 990 đôi loa này, MS3 nhé. Vẫn là MS3 nhé. Đôi loa này thì có chiều ngang 15, chiều sâu khoảng 21, chiều cao khoảng 27, đường kính loa bát 13, gân cao su, màng carbon nhé. Tất cả con này đều là như thế nhé. Đấy. Còn đây, đôi bên này thì cũng là một đôi MS3 nữa thôi. Đây nhưng mà đây, ê căng của nó về các bác nhìn này. Có đẹp hơn đúng không? Thứ nhất ê căng đẹp hơn này. Cái thứ hai kể cả đôi loa nó cũng đẹp hơn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đôi loa nó cũng sẽ đẹp hơn. Đây đôi loa cũng sẽ đẹp hơn nhé. Góc cạnh các thứ này, không sứt mẻ gì cả, các bác nhìn thấy không? Vuông chằn chặn luôn. Đấy. Và gần như là không nhìn thấy một vết xước nào ở trên loa luôn, các bác thấy không? Có thể nói con này đẹp gần như đẹp như mới luôn. Và những cái này hay được gọi đẹp xuất sắc đấy. Đấy, các bác nhìn thấy không? Đẹp xuất sắc đấy. Đấy. Đây. Này. Gần như không có một cái tì vết gì ở trên loa luôn. Đấy. Đây, có nhìn thấy không ạ? Đẹp xuất sắc luôn đúng không ạ? Đấy. Thì với những đôi loa như này giá nó sẽ cao hơn. Đôi loa này đẹp xuất sắc của nó thì giá của nó là 1.190.000. Đấy. Cao hơn 200 so với đôi loa này. Được chưa? Đấy, thì các bác nào lấy đôi loa này thì cần đẹp xuất sắc ở đây lấy đôi loa này. Các bác nào đẹp cần đẹp trung bình thì lấy đôi loa này. Đấy. Còn đôi nào bác nào mà cảm thấy ok, tôi chả cần đẹp, tôi chỉ cần chất âm hay. Thì đây các bác có thể lấy những đôi này, nhà em phục vụ các bác đa dạng thể loại luôn. Đây. Cái căng cũng có đầy đủ nhá. Những đôi này ấy, thì là nó là sản xuất là màng vàng nhá, màng vàng. Đấy. Có hai loại màng là màng xanh màng vàng. Đấy. Thì MS3 sẽ có hai mã như vậy nhá. Thì đôi này màng vàng nhá. Đấy. Thì nó khác ở cái hai đôi loa này ở cái điểm gì? Đấy. Cái màng không tính nhá, cái màng không tính nhá. Nhưng ở đây đằng sau các bạn nhìn này. Nó bị xấu hơn rất nhiều. À, các bạn nhìn thấy. Đúng không ạ? Xấu hơn. Đây. Đằng sau đây đấy, các bác nhìn thấy không? Quá trình vận chuyển về thì ui rồi. Ông ấy va quyệt thì ông ấy bung hết các cái này rồi. Nhưng nó không ảnh hưởng đến chất âm nhá. Đấy, vì là nó không gây hư hại đến cái thùng loa. Đấy. Chưa chưa gây hư hại đến cái vách thùng loa nhá. Đấy, đây là chỉ là cái vách bên ngoài đấy. Thì mình mở tiếng vẫn cứ như bình thường. Đấy. Và nhiều bác vẫn chấp nhận lấy những đôi loa như thế này về. Đấy. Để làm gì? Một là thực ra thì
trả về để trưng bày, mà mình để một góc nào đấy mình nghe thôi, hoặc mình treo lên trên cao, trên trên cao tít tít người ta, mình giấu vào trong trong tường, hoặc là giấu trên thành thạch cao, cái kiểu dạng như vậy đấy, mình giấu một góc nào đấy và mình chỉ để cho tiếng nhạc nó phát xuống dưới thôi, thì rõ ràng mình chẳng cần đẹp làm gì cả, mình chỉ cần chất âm hay, đúng không ạ? Thì mình lấy những đôi loa như này đấy, hoặc là mình về mình độ chế lại đấy, thì mình lấy những đôi loa như này. Thế đôi loa này thì nó chỉ có 800 thôi đấy, 800 thôi, đến ông MS3 này có 800.000 thôi, được chưa? Cùng một mã nhá, cùng một mã, những độ đẹp xấu khác nhau thì giá nó khác nhau đấy. Thì đấy là em xin báo giá cho các bác ba đôi loa MS3, độ đẹp xấu khác nhau, cũng như là để giải đáp một vài thắc mắc của các khách hàng là em ơi tại sao lại có đôi này em bán gần này tiền, đôi kia em bán kia gần kia tiền nhỉ? Đấy, độ đẹp xấu khác nhau thì nó phải khác nhau về tiền thôi đấy các bác nhé. Cũng giống như các bác mua cái điện thoại đấy, hàng lướt nó khác, mà hàng người ta dùng 2-3 năm rồi nó khác, hàng người ta dùng 4-5 năm rồi nó khác, đúng không ạ? Đấy, nó về cái độ đẹp nó khác nhau, rồi là về rất nhiều các thứ khác nó khác nhau nữa, đúng không ạ? Hoặc là cùng là một cái hàng lướt của điện thoại nhưng mà có con thì nó bị rơi rồi, nó sức góc sức cạnh rồi, thì nó phải giá nó khác với những con mà người ta dùng nâng niu các thứ nó chưa bị rơi vỡ gì thì giá nó khác, đúng không ạ? Thì cái này cũng thế thôi ạ. Đấy, thì em xin phép kết thúc video ở đây. Và con này giá của nó em đã công bố từng đôi rồi nhé các bác nhé. Đấy, thì bác nào lấy đôi nào đi lại cho bên em. Và số điện thoại liên hệ là 0966 594 581 hoặc là 0979891682 các bác nhé. Em xin chào các bác ạ. Vâng.